Ok, và xin chào bạn quay lại với một video mới của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế một trang landing page bán hàng. Và mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách để tạo ra một cái trang landing page bán hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Và trong cái bài này á, thì mình sẽ có hai phần. Thứ nhất là landing page là gì, thứ hai là chúng ta sẽ ứng dụng landing page như thế nào. Thì landing page tức là một cái trang bán hàng giúp cho bạn dễ chốt sale hơn. Landing page hay còn gọi là một trang đích, tức là khi khách hàng click vào một cái đường dẫn thông qua việc bạn chạy quảng cáo, hoặc là trên cái website của bạn thông qua bạn đặt banner, hoặc là những cái đường dẫn từ những cái bài viết của bạn đến một cái trang đích cuối cùng. Và trên trang landing page nó chỉ là một cái trang web duy nhất, và ngoài ra không còn những trang nào khác, không còn những cái đường link nào khác, nhằm cái mục đích là giúp cho khách hàng dễ tiếp cận về sản phẩm hơn, và sản phẩm chỉ duy nhất trên một trang đó. Đấy, ở đây mình sẽ demo cho bạn một cái trang landing page ha. Đó, thì trong cái trang landing page này á, thì chỉ duy nhất có một sản phẩm này thôi. Đó, nó không có một sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm này. Thứ hai là nó không có một cái đường link nào dẫn ra ngoài hết. Khi mà khách hàng vào cái trang landing page của bạn á, thì họ chỉ thấy duy nhất một sản phẩm này thôi. Và cái mục đích của landing page là giúp cho bạn chốt sale tốt hơn. Đấy, bạn có thể là làm ứng dụng landing page dành cho bán hàng, dành cho việc bạn bán mỹ phẩm, hoặc là làm những cái dịch vụ về bất động sản, hoặc là những dịch vụ về bảo hiểm đều được hết nha. Đó, thì đây là một cái giao diện của máy tính. Ở đây là một cái giao diện của điện thoại. Đấy, thì cái trang landing page á, bạn hoàn toàn có thể là code hai giao diện ha, máy tính và điện thoại đều được hết. Rồi, vậy thì landing page này á, mình dùng trả phí hay miễn phí? Ở đây nó có hai phiên bản á, phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí, tùy vào cái mục đích sử dụng của bạn. Bạn dùng miễn phí hoặc là trả phí đều được ha. Mình sẽ nói sơ qua về cái miễn phí. Thì miễn phí bạn hoàn toàn có thể là sử dụng full các tính năng của landing page, nhưng mà bạn phải chấp nhận một cái đường quảng cáo của landing page ở dưới, và khi khách hàng họ thấy ở dưới họ click vào á, thì vô hình chung nó chạy đến cái trang bán hàng của landing page, thì giúp cho landing page bán được đơn hàng thêm ha. Còn bạn á, thì bạn bị thiệt thòi có một cái đường link quảng cáo ở đây. Còn nếu như mà bạn trả phí á, thì bạn sẽ mất cái đường link quảng cáo của landing page dưới đây nè. Đó, thì giúp cho khách hàng hoàn toàn đều thấy cái trang bán hàng của bạn ở đây hết. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để đăng ký một cái tài khoản landing page, cũng như là mình sẽ hướng dẫn bạn clone toàn bộ những sản phẩm trên cái trang web này. Hoặc là nếu bạn có ý tưởng á, thì bạn có thể là làm trên đây. Nếu như mà bạn chưa biết cách làm, hoặc là bạn không có thời gian làm cái những cái landing page bán hàng của mình á, thì có thể là liên hệ với mình thông qua cái đường dẫn ở dưới ha. Thì bên mình sẽ có cái dịch vụ làm nó giá hợp lý nhất dành cho bạn. Đấy, bạn thấy không? Vậy trong cái landing page này nó có một số cái chuyên mục mà mình cần lưu ý ha. Thứ nhất là cái phần intro giới thiệu về sản phẩm. Thứ hai là những cái thông tin về sản phẩm. Và cuối cùng đó là phần chốt sale bán hàng. Đó, nó chỉ có 3 phần chính như vậy thôi. Rồi, ok, thì đầu tiên bạn vào giùm mình cái đường dẫn là vuongchihung.com/landing. Mình vào ha, vuongchihung.com/landing. Đó, thì ở đây mình có một cái bài viết ngắn gọn về landing page là gì ha, cách ứng dụng nó như thế nào. Và ở dưới đây có một cái đường dẫn đến cái trang đăng ký miễn phí nè. Bạn bấm vào đây để đăng ký ha. Thì ở đây nó có cái trang chủ của nó giới thiệu về cái trang landing page này ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đăng ký miễn phí bằng cách bạn bấm vào cái mục đăng ký miễn phí, sau đó mình nhập tên của mình vào thôi ha. Rồi, ở đây mình sẽ nhập mật khẩu vào, tiếp theo là số điện thoại ha. Ok, và sau đó mình bấm vào đăng ký thôi. Email đã tồn tại đúng không? Bây giờ mình đăng ký bằng một tài khoản Google khác luôn nè. Rồi, ở đây thì đây là cái tài khoản miễn phí ha. Rồi, mình sẽ giới thiệu một xíu về cái tài khoản miễn phí này. Thì bạn hoàn toàn có thể là sử dụng full các tính năng của LadyPay. Ở đây là cái số điện thoại hỗ trợ của bên họ ha. Nếu mà có quá trình gì mà làm việc không được á, bạn có thể là gọi điện thoại lên đây để họ support cho mình. Ở bên cột tay phải á, đó là cái phần mà giao diện, những cái giao diện mẫu. Thì bên LadyPay họ cung cấp cho bạn rất là nhiều những cái giao diện luôn. Về CV xin việc nè, về quảng cáo những sản phẩm ô tô, rồi hàng gia dụng,
những sản phẩm về đào tạo ca sĩ gì đó ở đây ha, hoặc là những cái sự kiện mà bạn cần cho khách hàng biết. Rồi thực phẩm ha, về cái studio áo cưới gì đó có rất là nhiều ha. Bạn có thể là xem trên trình PC hoặc là trình mobile đều được ha. Đây là trình mobile nè, còn đây là trình PC nè. Đấy, và một xíu mình sẽ hướng dẫn bạn thiết kế cả hai trình luôn ha, cực kỳ đơn giản thôi. Rồi ở đây thì bạn làm về bảo hiểm nè, nó đều có những cái mẫu sẵn nha. Thì mình có thể là dùng cái mẫu sẵn này để mình chỉnh sửa lại thôi. Ví dụ như ở đây là tiếng Anh đúng không, bạn sửa lại thành tiếng Việt là xong. Còn nếu mà bạn muốn tư duy làm một cái mẫu đẹp hơn á, thì bạn sẽ tự thiết kế ra, nó cũng cho luôn ha. Rồi tiếp theo là phần AB testing này á, thì cái này khi mà mình chạy quảng cáo thì mình mới cần cái này ha. Rồi tích hợp nhiều cái tạo form nè, rồi mã checking đó, những tài khoản liên kết. Ở đây thì bạn có thể là add cái tên miền của bạn vào nếu bạn có một cái website riêng ha, để quảng cáo quảng bá cái website của mình luôn. Rồi thì đây là cái giao diện miễn phí hoặc là trả phí, nó đều như vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ giới thiệu một xíu về cái tài khoản trả phí. Thì đây nó chỉ có hai gói thôi, gói dành cho cá nhân và gói dành cho doanh nghiệp đó, Pro và Enterprise. Về nó sự khác nhau giữa cá nhân và doanh nghiệp ha, nó chỉ có một xíu thôi. Thì nó đều cung cấp full tất cả những cái mẫu hết, và nó không có hiện quảng cáo ở dưới cái phần mà bạn làm cái li bay ha. Còn về cái tài khoản doanh nghiệp á, thì bạn có thể là sử dụng chung với nhau, sử dụng chung với nhau. Ví dụ như bạn ở trong một cái công ty đi ha, bạn có thể là phân quyền ra dành cho những cái nhân viên kinh doanh, họ thiết kế riêng cái mẫu của bạn luôn ha. Thay vì mà mình dùng cái bản cá nhân này á, thì bạn phải đăng nhập chung. Thì khi mà đăng nhập chung á, thì bên này đăng nhập được nhưng mà bên kia sẽ bị out ha. Còn bạn dùng cái tài khoản doanh nghiệp á, thì bạn sẽ phân quyền ra dành cho những cá nhân sử dụng, và khi mà họ đăng nhập bằng tài khoản riêng của họ thì nó sẽ không bị out ha. Và giá dành cho bản Pro á, bản cá nhân á, là 229.000 một tháng khi bạn thanh toán từng 12 tháng ha. Còn nếu mà bạn thanh toán từng tháng á, thì giá của nó là 500.000. Rồi thì nó sẽ có một số chương trình khuyến mãi, là nếu như bạn thanh toán cái gói 12 tháng á, thì bạn sẽ được cộng thêm một tháng chẳng hạn. Còn cái gói dành cho doanh nghiệp á, thì nó đắt hơn, nhưng mà bù lại là bạn có thể là sử dụng rất là nhiều cái tài khoản ha. Và theo như mình được biết thì nó sẽ sử dụng là premium, tức là không giới hạn như tài khoản con. Và cái gói này nó phù hợp nhất dành cho bạn sử dụng, dành cho đội nhóm nè, dành cho công ty hoặc là dành cho doanh nghiệp, bạn phân quyền ra, dành cho những cái nhân viên kinh doanh họ tự thiết kế cái lệnh bay riêng ha. Rồi về cách thanh toán chi trả thì bạn bấm vào đây, bạn điền thông tin tất cả đây. Ví dụ như một tháng thì bạn thanh toán 500.000 từng tháng, còn thanh toán theo 3 tháng thì nó 1,5 triệu thì nó cũng là 500 thôi. Nhưng mà bạn thanh toán 12 tháng thì giá nó cực kỳ rẻ ha, rẻ khoảng 50% so với cái giá bạn thanh toán một tháng. Và ngoài ra thì bạn còn được tặng thêm một tháng khi sử dụng ha. Rồi mình giới thiệu sơ như vậy thôi cho bạn biết là tại sao mình phải dùng cái bản trả phí và tại sao mình phải dùng cái bản miễn phí. Thì đương nhiên rồi, nếu mà mình dùng bản miễn phí á, thì mình sẽ bị một số cái ràng buộc. Và cái ràng buộc chết người á, đó là mình sẽ bị dính một cái mẫu quảng cáo ở dưới của Landbay ở phần dưới ha, và mình không thể nào mình xóa được đó. Và cái đó thì nó giúp cho Landbay bán được những cái đơn hàng thông qua việc khách hàng click vào cái mẫu quảng cáo ở dưới của bạn. Rồi còn cái việc của bạn là bạn bất lợi là bạn bị mất một cái số lượng lít nhất định từ cái trang Landbay của mình. Còn nếu mà mình sử dụng bản trả phí á, thì một tháng 500.000 thì quy ra một ngày không đến 20.000 nữa, nhưng mà mình có được những cái phần quyền lợi hơn là cái phần lít. Bây giờ đơn giản này ha, ví dụ như là khách hàng lít vào cái mẫu quảng cáo của Landbay thôi và họ mua hàng thôi, thì đó bạn mất rất là nhiều từ cái việc mà bạn bỏ công và bạn chạy quảng cáo ha. Còn thay vì bạn nâng cấp lên á, một tháng có 500.000 thôi, nhưng mà nó mất cái phần quảng cáo của Landbay á, thì giúp cho bạn tăng được cái CTA trên cái form của bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm một cái trang Landbay y chang như vậy luôn ha. Thì trước tiên khi làm như vậy á, bạn phải có hình ảnh sẵn ha. Còn hình ảnh này á, thì bạn sẽ tự chụp, hoặc là bên công ty của bạn hoặc là bên doanh nghiệp gì đó họ cung cấp hình ảnh sẵn và bạn để làm ha. Rồi ok, mình đã có hình ảnh sẵn nè. Rồi hình ảnh của mình để trên đây ha. Đây mình có làm một cái hình ảnh sẵn đây rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn. Đầu tiên thì bạn sẽ vào cái mục Landbay, sau đó bạn bấm vào mục là tạo Landbay mới, bấm vào cái mục là sử dụng trang trắng ha.
Thì ở đây nó có ba cái cách tạo. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng cái giao diện mẫu. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều cái giao diện mẫu để mình dùng nè, mình demo luôn ha. Ví dụ như mình cũng là làm về những sản phẩm sức khỏe làm đẹp đi. Ở đây thì nó có rất là nhiều nè, về spa nè, về những sản phẩm chăm sóc da nè. Ví dụ như thằng này đi, mình sẽ xem trước xem là nó ok chưa. Đó, nó ngắn gọn như vậy nè. Nếu mà mình cảm thấy được đúng không, thì mình sẽ sử dụng cái giao diện này luôn. Còn nếu mà không á, thì mình sẽ chọn giao diện khác ha. Ví dụ như giao diện này. Này nó na ná nè. Rồi, bây giờ nếu như mà bạn muốn chọn cái giao diện này thì bạn bấm vào sử dụng thêm thì nó sẽ chọn thôi. Sau đó bạn sẽ đổi cái chữ tiếng Anh thành tiếng Việt, đổi cái hình của người mẫu này thành hình người mẫu khác, cũng như là những cái giao diện dưới này mình sẽ thay đổi được ha. Còn nếu không thì bạn sẽ sử dụng cái bảng trắng. Rồi, cách thứ hai. Cách thứ hai là bạn sẽ tự tạo một cái mẫu riêng. Và cách thứ ba là bạn sẽ tải một cái giao diện có sẵn khi mà cái bên thứ ba họ thiết kế. Ví dụ như bạn không có thời gian để làm, hoặc là bạn không có ý tưởng để làm, hoặc là bạn chưa có một cái testing để làm ra một cái layout hoàn chỉnh á, thì bạn thể là nhờ bên dịch vụ khác cũng được, hoặc là có thể là nhờ bên dịch vụ bên mình sẽ có giá tốt ha. Và khi mà bên mình làm xong á, thì nó sẽ có cái file, bạn bấm vào file này và bạn chỉ việc bạn tải cái file này lên thôi thì nó đã xong cái giao diện layout ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái bước 2 là mình sẽ tạo một cái layout trắng luôn. Ở đây thì mình sẽ làm một cái sản phẩm về tắm trắng này ha. Đó. Ok, bấm vào tạo layout. Rồi, ở đây nó sẽ có một số cái lưu ý nè. Là ở bên cột tay trái là nó sẽ có những cái phần mình thêm hình ảnh, thêm những cái nút, cũng như là những cái đoạn văn bản các kiểu ha. Và layout này nó kéo thả thôi cho mình làm cực kỳ đơn giản luôn. Thứ hai là mình sẽ thêm những cái lesson có sẵn. Thứ ba là những cái pop-up. Đó, pop-up là những cái trang thông báo đẩy trên đây á. Cuối cùng là mình sẽ thêm những cái ứng dụng mà layout có cấp sẵn á, ví dụ như là Notify hoặc là các kiểu. Rồi bên cột tay phải thì nó là những cái phần ví dụ như bạn xuất bản cái layout mình ra, hoặc là mình xem trước khi xuất bản ha, hoặc là mình lưu cái license của mình lại. Mình bấm vô chỗ mobile thì nó là cái trình hiển thị trên mobile. Bấm vào desktop thì trình hiển thị trên laptop ha. Rồi, thông thường thì mình sẽ thiết kế trên trình của laptop, sau đó mình sẽ sửa lại theo trình của mobile thì nó sẽ dễ hơn ha. Rồi, cái chỗ undo này thì mình sẽ trở về cái bước lúc nãy. Ví dụ như mình đang làm bước này bị sai đúng không? Bị sai hoặc là mình lỡ xóa đi, thì bạn bấm undo thì nó sẽ quay lại cái bước trước đó ha. Rồi, cái chỗ thiết lập này thì bạn có thể là chọn cái gắn cái mã social trên đây. Đó, cái này là mình làm cái tiêu đề, tức là SEO cho cái trang layout của mình. Cái chỗ mã chuyển đổi mình sẽ gắn pixel của Google, của Facebook, hoặc là nếu mà có chạy TikTok thì gắn pixel TikTok trên đây ha. Rồi, đây là cái Java thôi. Rồi, live chat thì bạn có thể là tạo những cái phần chat trực tiếp khi mà bạn làm cái layout không được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn. Đầu tiên bạn sẽ bấm vào cái mục là thêm mới session. Ở đây á, thì nó sẽ có những cái mẫu session có sẵn nếu mà bạn muốn chọn ha. Ví dụ như mình chọn ở đây, nó có sẵn nè, khi nay. Hoặc là những cái mẫu session của tôi là bạn có những mẫu sẵn á, thì mình sẽ lấy luôn. Còn nếu không á, thì mình sẽ dùng cái gợi ý của thằng layout có sẵn để mình xem là cái session nào nó phù hợp với cái của mình ha. Khi nay static. Còn nếu chưa đúng không? Chưa thì bạn chọn tất cả, bấm vào là cái session trắng nè. Đó, đây là một cái trang layout trắng ha. Rồi, bạn bấm vào cái mục thiết lập. Chỗ hình nền này nè, bạn có thể là tải cái hình nền lên ha. Tải lên. Bạn hình ảnh nè. Còn nếu không thì mình sẽ dùng cái màu cơ bản của nó. Còn không thì mình sẽ dùng cái màu mà gợi ý của layout ha. Đây những cái màu gợi ý của layout nè. Mình qua đây mình xem là thằng này nó màu hồng đúng không? Ok, mình làm màu hồng nha. Rồi, màu này đi ha. Nó cũng na ná giống nè. Cái này nó up cái hình ảnh lên nha. Rồi, mình sẽ up cái thằng này lên đúng không? Rồi, bạn vào chỗ thêm mới cho mình chọn là tiêu đề.
Rồi mình gắn cái tiêu đề lên ha. Sau đó mình kéo lên đây. Mình xem nó để đâu. Nó để ở giữa đúng không? Rồi mình cho nó ra giữa luôn. Rồi mình cho nó đậm luôn. Ở đây nó để màu trắng, màu đỏ đúng không? Mình sẽ cho nó màu đỏ luôn. Rồi mình cho nó bự lên luôn. Ok ha. Rồi ở bên cột bên tay tay trái là cái chữ logo của công ty nè. Này mình để nó 29 thôi. Rồi mình sẽ bấm vào thêm mới, chọn hình ảnh. Thì cái hình ảnh này mình sẽ bấm vào mục chọn tệp nha. Ở đây thì mình có làm sẵn cái này nè, logo công ty đúng không? Rồi mình chờ xíu cho nó load ha. Đó mình gắn ở đây. Rồi thằng này nó đây đúng không? Thì lên cao xíu. Rồi tương đối ha. Rồi ở đây thì có hình của người mẫu đúng không? Thì mình bấm vào đây mình thêm cái hình người mẫu lên ha. Lưu ý là những cái hình ảnh này thì bạn sẽ tự làm ha. Hình ảnh này thì ví dụ như bên công ty bạn chắc chắn có à, thì mình sẽ xin những cái mẫu hình ảnh này để mình làm lên thôi. Ok, gắn vào đây nè. Cho lên xíu. Rồi, về sản phẩm đúng không? Tương tự như vậy mình sẽ up sản phẩm lên. Rồi sản phẩm lên. Sản phẩm thì mình cũng có sản phẩm luôn. Ví dụ như thằng này nè. Thằng này ha. Rồi việc của mình là mình kéo thả mình làm thôi, cho nó giống bên đây thôi. Ở dưới chữ xây xì đúng không? Cho nó to lên. Dưới chữ E luôn. Rồi cái chỗ tặng này để dưới luôn ha. Rồi mình sẽ thêm một cái hình ảnh nữa ở đây. Ok, mình sẽ kéo cho nó bự bằng thằng này. Ok chưa, giống chưa? Cái này nó hơi to xíu ha, cho nó nhỏ xíu. Rồi hơi xa xíu đúng không? Rồi cái nút đăng ký ngay nè. Rồi mình sẽ làm cái nút đăng ký ngay ha. Ok, nút đăng ký ngay này thì nó để ở dưới luôn. Rồi khi mà mình cảm thấy ok đúng không? Xong cái session thứ nhất thì mình sẽ kéo cho nó sát trên đây cho nó đẹp ha. Đấy. Rồi mình sẽ bấm vào đây để mình xem trước nè. Mình sẽ xem trên trình desktop. Đó nó như vậy ha. Ở đây mình lưu lại ha. Trong quá trình làm thì bạn phải lưu liên tục ha. Bởi vì ví dụ như mình đang làm nửa chừng mà bị mất điện đi thì cái trình của mình nó sẽ không lưu ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến cái phần này. Ok, phần này thì mình sẽ lấy bấm vào đây. Bạn chọn là thêm session mới ha. Mình sẽ bấm session trắng luôn. Rồi vào cái mục thiết lập này nè, mình sẽ chọn cái màu Gradient. Sau đó mình sẽ chọn cái mẫu. Ví dụ như mẫu bên đây là màu hồng đúng không? Rồi màu hồng này ná, màu hồng ở trên này đẹp hơn xíu. Rồi ok, bây giờ xong đúng không? Mình sẽ tải hình lên. Trước khi tải thì mình phải làm cái này nè. Bạn đang cần gì đúng không? Mình bấm vào cái chỗ mà tiêu đề nè. Rồi nó để cái chữ mẫu này đúng không? Thì mình bấm vào đây mình chọn phông chữ ha.
mình bấm vào chọn kiểu chữ, chỗ phông chữ này nè, bạn chọn thằng này đi. Ở đây thì cái phông nó phông này đúng không? Rồi mình sẽ cho nó to lên, cho nó đậm lên. Cái phông này không giống đúng không? Mình sẽ chọn phông khác. Phông này không được. Đây phông này giống rồi ha. Nó hơi bầu bầu đó. Rồi mình sẽ ném nó ở đây. Ném nó vào đây một xíu. Rồi mình sẽ căng giữa nè. Ok, dưới đây thì mình ghi ha. Mình sẽ chọn thằng này. Rồi mình sẽ đổi cái phông cho nó giống ha. Phông này thì mình sẽ chọn là chữ nghiêng đúng không? Đây in nghiêng đây. Cái này thì mình không thấy rõ lắm. Rồi mình sẽ chọn phông này. Ví dụ như phông này thì ha, nó không giống lắm nhưng mà mình cũng thấy nó vẫn ok. Rồi mình gắn dưới đây đúng không? Rồi mình tùy chỉnh một xíu. Ví dụ như là cỡ chữ cho nó to một xíu. Rồi cái chỗ khoảng cách các dòng này mình sẽ cho nó lên một xíu ha. Đó, như vậy thì nó sẽ đẹp ha. Rồi, đẹp đúng không? Kéo xuống đây. Hơn à. Đẹp hơn một. Đây, nó giống ở trên nè. Rồi tiếp theo thì mình sẽ up cái hình này lên đúng không? Hình nghệ sĩ đúng không? Ok, mình sẽ up hình nghệ sĩ lên. Ba tấm hình nghệ sĩ đúng không? Rồi mình sẽ bấm vào đây. Hình này là mình có chuẩn bị sẵn nha. Còn nếu bạn chưa có thì bạn phải làm hình trước nha. Rồi mình sẽ up tấm hình này lên. Này nó để trên đây đúng không? Chỗ bạn đang. Rồi ở dưới đây thì nó ghi là cái này nó không cho mình copy thì mình ghi luôn ha. Rồi diễn Cát Tường là một diễn viên người dẫn chương trình Việt Nam này có đâu 50. Ok, ở đây thì mình sẽ kéo lại cho nó bằng cái này. Rồi mình sẽ cho nó canh giữa nha. Cho nó đậm lên.
Đó, nó giống rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái tấm hình tiếp theo, đó là của Quỳnh Khun đúng không? Rồi, ở đây mình cũng gắn ở đây luôn. Ở đây nó ghi là một diễn viên trẻ 24 tuổi. Mình kéo qua đây ha. Rồi, ở đây thì là nghệ sĩ Hồng Vân đúng không? Hy vọng là thông qua cái clip này thì bạn hoàn toàn có thể là tự tạo riêng cho mình một cái trang Ladybay bán hàng hoặc là giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình ha. Bởi vì mình làm nó cực kỳ chậm và từng bước luôn á. Rồi, ở đây mình sẽ cho nó về đây một xíu. Rồi, ở đây thì là rồi, ở đây mình sẽ bấm vào đây ha. Rồi, bây giờ xong đúng không? Nè, mình sẽ thêm một cái đoạn này nữa. Ở đây là cái chọn cái phông là Times New Roman nè. Phông chữ. Đó. Ok, mình sẽ cho nó lên một xíu đi. Ok đúng không? Bây giờ mình sẽ kéo cho nó bằng giống như cái trên nè. Cùng bạn đúng không? Rồi, khi xong thì mình sẽ kéo cho nó sát ở đây cho nó đẹp. Rồi, tiếp theo đó là những người nổi tiếng đã tin dùng sản phẩm đúng không? Mình sẽ thêm 4 cái video YouTube trên đây. Rồi, ở đây mình sẽ bấm vào thêm mới session. Bạn cũng chọn cho mình cái session trắng để mình dễ thiết lập ha. Ở đây thì nó cũng màu hồng luôn đúng không? Mình sẽ chọn một cái màu hồng khác đi. Rồi, ở đây đi ha. Chữ này là chữ màu xanh đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào đây chọn là tiêu đề. Rồi, kéo lên đây. Sau đó mình bấm vào đây ha. Ra sau thì sao? Của. Rồi, mình sẽ cho nó đậm một xíu. Màu đúng không? Thì bạn bấm vào chữ A này nè. Sau đó mình sẽ bấm vào đây mình chọn màu ha.
Rồi ok, màu xanh rêu đúng không? Xanh rêu. Rồi. Bây giờ mình sẽ chèn bốn cái video YouTube vào đây bằng cách là bạn bấm chỗ mới nè. Chọn vào cái chỗ mà video. Rồi. Bốn video YouTube đúng không? Rồi một cái mẹo nữa thì mình sẽ copy, mình dán ra từng cái để mình chỉnh cho nó đẹp lại ha. Rồi, khi mà xong đúng không? Ở đây thì mình sẽ lấy cái video này luôn để mình làm luôn ha. Bây giờ thì massage này, nó sẽ lên bọt này mọi người. Mình sẽ lấy cái video YouTube này luôn. Bây giờ thì massage nhá, mình sẽ massage. Sau đó mình vào đây mình dán nó. Bấm vào đây ha, bạn bấm vào cái mục cài đặt nè. Đó, dán cái link YouTube vào là xong. Ok, tương tự như vậy thì tới cái video thứ hai thì mình cũng làm tương tự như vậy ha. Rồi mình copy cái URL của thằng này. Sau đó mình sẽ dán vào đây. Rồi thằng ở dưới thì mình cũng làm tương tự ha. Đây. Rồi, thằng này mình làm luôn. Ok. Rồi, thằng cuối cùng là thằng này đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Mình làm cũng khá là chậm ha, cho nên thì video này nó hơi dài xíu, bạn cố gắng bạn xem ha, khi mà xem mà kỹ một xíu thì sẽ làm được thôi. Rồi ở dưới là mình sẽ có một cái session tiếp theo nè. Session tiếp theo ha. Rồi bấm vào cái session tiếp theo, mình vẫn chọn là cái session trắng nha. Vẫn là mình sẽ chọn một cái màu garden. Ở đây màu hồng luôn đúng không? Mình sẽ chọn một màu hồng khác đi. Màu này đi ha. Rồi ở đây nó sẽ nói về tại sao chúng ta nên chọn skin IC đúng không? Rồi. Đây mình sẽ kéo qua ha. Mình sẽ cho nó căng giữa nè, để cho nó đậm. Đó, ví dụ như ở đây nó có cái hiệu ứng là chữ chạy như vậy đúng không? Đó, thì mình sẽ làm một cái hiệu ứng tương tự như vậy ha, ví dụ như cái hiệu ứng này nè sẽ giúp cho khách hàng họ họ thấy cái slide session của chúng ta nó đẹp hơn đó, hoặc là mình sẽ làm cái này thôi đó, như một cái thông báo đẩy ha. Rồi khi xong rồi đúng không, bây giờ lúc nãy năm mình làm quá trời luôn thì mình phải lưu lại ha. Nếu mà mình không lưu á thì khi mà lỡ mà bị mất điện nè, hoặc là một cái vấn đề nào đó mà cái máy tính của chúng ta nó không hoạt động á, thì những cái mà mình làm lúc nãy tới giờ là nó công cốc luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem trước cái bảng của mình. Đó, nó hiện trên điện thoại như này nè. Một xíu mình sẽ sửa lại trên giao diện điện thoại ha. Rồi bây giờ mình tới mục là tại sao nên chọn rồi đúng không. Ở đây mình sẽ làm những cái tấm hình nhỏ nè, 1, 2, 3, 4 đúng không? Cái thằng này là ủ nè. Rồi mình sẽ thêm tấm hình vào. Cái này là có cái bông màu vàng đúng không ta? Đúng rồi. Ok, mình sẽ để đây nha.
để ở đây. Rồi, ở đây có cái nút mà cái dấu tay bán hàng này mình có làm sẵn luôn ha. Còn cái dấu nút này thì mình sẽ chọn ở đây. Đầu tiên bạn bấm vào đây, bạn chọn là chỗ xếp nè. Đó thì đây nó có rất là nhiều những cái hình ảnh icon để mình chọn ha. Ví dụ mình chọn icon đi. Rồi ví dụ như cái icon này đi ha. Rồi ở đây thì nó màu đỏ đúng không? Mình sẽ chọn nó màu đỏ, mình cho nó nhỏ xíu xuống. Rồi bằng cách là bạn vào cái bảng màu nè, bạn chọn màu đỏ đi ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có cái nút bán hàng ở đây đúng không? Cái nút 499.000 đây đúng không? Thì mình có cái ảnh gift lúc nãy mà mình cũng có làm luôn á. Ở đây nè, mình sẽ chèn cái ảnh gift vào. Đây ha, ảnh gift đây nè. Rồi ảnh gift ở trên đây đúng không? Ở dưới của nó là mình sẽ thêm chữ vào đây. Đó, đúng chưa? Y chang như vậy đúng không? Mình sẽ cho nó giữa nè, cho nó bự lên nè. Trắng đúng không? Cho nó sát vào đây một xíu. Vậy thì cái này mình sẽ cho nó ra đây một xíu ha. Rồi bây giờ còn một cái mẹo nữa. Bây giờ mình muốn làm cho nó đều như vậy đúng không? Bạn kéo chuột phải như vậy, mình bấm vào là tạo nhóm, sau đó mình bấm vào lục sao chép. Đó thì nó ra cái này ha. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái tương tự như vậy nữa, để đây đúng không? Rồi thêm một cái nữa mình để dưới đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm ha, mình sẽ thay cái chữ này nè thành cái chữ này thôi. Đó, ok nha. À, tương tự như vậy mình cũng làm cái hàng ở dưới này nè. À, mình tới 4 cái lận. Một cái thì mình kéo xuống thêm cái nữa ha. Rồi, tương tự như vậy hàng này mình copy xuống. Rồi, thằng này là cái hình của nó là hình có cái màu xanh đi đúng không? Còn bấm vào đây nè, chọn thay ảnh. Mình chọn cái màu xanh ở đây. Rồi chờ cho nó load xong cái hình ảnh này ha, mình mới làm được ha. Rồi chờ một xíu cho nó load. Rồi ở dưới này là hình của cái hàng có cái bông mặt trời màu trắng này đúng không? Rồi thằng dưới này là thằng còn lại. Rồi ở cái hàng thứ ba này là tên của nó là thằng này đúng không? Kem dưỡng chống nắng, nuôi dưỡng da.
Đó. Rồi thằng cuối cùng là thằng này. Kem dưỡng da ban đêm giúp dưỡng trắng. Dưỡng trắng hoặc dưỡng trắng. Rồi, bây giờ cảm thấy ok đúng không? Mình sẽ thêm cái hình của cái người mẫu ở đây. Rồi, hình của người mẫu ở đây mình cũng có sẵn luôn nè. Rồi, mình bấm vào đây để mình down nó lên ha. Rồi ở đây có chữ đặt mua các kiểu nè, hình ảnh các kiểu ha. Rồi mình sẽ kéo xuống một xíu nữa. Cái hình này thì nó đang đau lên ha, bởi vì là cái do mạng của mình nó hơi yếu á, cho nên nó đau chưa xong. Rồi tiếp tục mình sẽ đau thêm một tấm hình này. Một tấm hình. Đặt mua nè. Đúng không? Tấm hình đặt mua. Rồi giá đặc biệt đúng không? Mình sẽ làm tay luôn ha. Ok, mình làm tay luôn. Bằng cách chọn vào đây, bạn chọn cho mình cái chỗ này đi ha. Để mình xem là có cái nào nó tương tự như vậy để mình làm luôn. Rồi có cái này tương tự nè, mình làm cái này ha. Rồi việc của mình là mình kéo cho nó đẹp lên thôi. Ở đây là của nó màu vàng đúng không? Màu cam chứ. Đó. Đặc biệt chữ in đúng không? Rồi, mình sẽ cho nó căng giữa nè. Mình sẽ cho nó đậm nè. Mình sẽ cho nó bự lên nè. Mình sẽ cho nó bự ở đây luôn ha. Rồi, mình sẽ cho nó màu trắng đúng không? Đấy. Rồi cái phông này mình cảm thấy không được đúng không? Mình sẽ đổi cái phông khác. Đó. Rồi. Ở đây nó đang lót cái chữ nó bị, cái hình nó bị lỗi ha. Bây giờ mình sẽ đao lên lại đi. Một cái này nè. Một cái này nè. À cái nút đặt mua thì lúc nãy có nè. À chưa có luôn đúng không? Một cái này, một cái này. Ừ, hai cái này thôi. Mình sẽ đao nó lại ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm cái hình bìa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đây mình up ha. Lúc nãy thì hình của mình nó bị tải chậm á. Rồi, bây giờ nó lên nè. Đôi khi trong quá trình mình làm thì cái hình nó up chậm, bạn cũng phải chờ một xíu ha, bởi vì nó ảnh hưởng là cái wifi nhà. Rồi bây giờ mình qua đây mình xem nó giống chưa. Ok, cái này để lên cái chữ skin này đúng không? Ok nè đúng không? Rồi chưa hiệu quả đúng không? Rồi ở dưới này cái chỗ mà đặt mua ngay đúng không, mình sẽ để bên đây cái nút đặt mua ngay.
Rồi, mình sẽ để ở đây ha. Rồi. Ở dưới cái nút đặt mua ngay thì cái giúp cái sản phẩm mình bán hàng đúng không? Rồi, ở đây mình cũng up sản phẩm lên luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo xuống một xíu cho nó bự lên để mình dễ làm ha. Rồi, xong cái session này. Mình tiếp tục mình lưu nha. Lưu ý là mình vừa làm mình vừa lưu để cho nó ok ha. Rồi, ở dưới thì cái chỗ mà kêu gọi hành động nè, nhận quà các kiểu nè. Rồi, mình sẽ làm luôn. Chọn là slide trắng, sau đó mình qua đây mình xem cũng là màu hồng luôn ha. Rồi, thì mình vào đây mình làm luôn. Chọn cái màu là Guardian. Sau đó đây mình sẽ chọn cái bảng màu. Mình sẽ chọn là hồng nhạt xíu thôi. Rồi, hồng nhạt ha. Ở đây thì nó có cái chỗ mà ưu đãi mua 3 tặng 1 gì đúng không? Mình qua đây mình down lên. Rồi. Chỗ này thì nó đặt ở giữa đúng không? Mình cũng đặt ở giữa luôn. Rồi tiếp đến ở dưới thì nhận quà miễn phí đúng không? Thì ở đây mình không có nút. Thế mình không có cái hình. À có luôn nè, thì mình lấy hình mình đem lên ha. Nhận quà miễn phí nè. Cái này là cái ảnh gift đó. Rồi mình sẽ để dưới cái chỗ mà này đúng không? Rồi. Cơ bản nó cũng tương đối giống ha. Ở dưới là phản hồi của khách hàng khi sử dụng nè. Mình cũng làm một cái slide trắng luôn. Ở dưới thì làm một cái slide trắng ha. Cũng là màu hồng. Mình cũng là chọn màu Guardian. Sau đó mình chọn màu hồng nhạt thôi ha. Rồi mình vào đây là phản ứng của khách hàng. Phản hồi của khách hàng. Ok, mình kéo lên đây. Mình cho nó vào giữa nha. Cho nó in đậm lên. Rồi, màu này là màu xanh dương đúng không? Thì màu đây mình bấm vào chữ A này nè. Mình chọn màu xanh dương. Rồi, ở dưới của nó là sử dụng sản phẩm. Khi sử dụng sản phẩm nè. Mình lấy luôn. Rồi mình lại tiếp tục cho nó căng giữa. Cho nó in đậm lên. Cho nó to lên. Cho nó màu xanh lên. Rồi tiếp tục mình để dưới đây. Ở đây thì nó có những cái hình feedback nè. Thì hình xin chào bạn đến với một video mới từ mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái nền tảng giúp cho bạn chốt sale cực kỳ hiệu quả, đó là trang Freelending. Và trước khi bạn tìm hiểu về cái Freelending này á, thì ở video trước mình có nói về cái landing page ha. Nếu như mà bạn muốn tìm hiểu về landing page thì bạn có thể vào kênh cộng đồng Affiliate Việt Nam và bạn xem về cái video landing page của mình ha. Ở đây ha, landing page của mình. Đó thì mình hướng dẫn bạn rất là cụ thể cách để clone một cái trang landing page như thế nào, hoặc là cách để tạo một trang landing page như thế nào. Bạn hãy vào đây mình xem ha. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu một xíu về cái Freelending. Đó, Freelending đó là một cái trang nội dung mà ở đó khách hàng thông qua cái trang Freelending đó để đặt hàng từ cái trang landing page. Và mục đích của cái Freelending này á là tăng tỷ lệ chuyển đổi, bởi vì là chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin về cái sản phẩm đó. Ở đây mình ví dụ đơn giản ha, ví dụ như bạn muốn mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 đi, nhưng mà bạn thấy ở trên trang của FPT thì họ làm cái landing rất là đẹp, nhưng mà bạn vẫn chưa ra quyết định ha. Bạn đi ra ngoài lân la, bạn xem những cái bài review về cái sản phẩm Galaxy
Note 10 này nó ưu việt như thế nào, nó tốt hơn cái hàng Note 9 như thế nào, hoặc là nó so với hàng những cái dòng rồi tầm trung với lại những cái dòng mà cùng tầm giá nó như thế nào. Đó là những cái bài rebranding. Vậy thì ứng dụng của rebranding trong cái việc bán hàng là như thế nào? Nó giúp chúng ta tăng cái tỷ lệ chuyển đổi cực kỳ cao ha. Bởi vì cái trang branding này nó có tính thuyết phục cực kỳ cao, cho nên cái việc mà tăng tỷ lệ chuyển đổi là điều hiển nhiên ha. Và các dạng branding thông thường mà rất là nhiều người sử dụng, cái đầu tiên mà rất là nhiều người dùng đó là một cái câu chuyện thành công của một ai đó, hoặc là một cái case study, hoặc là một cái câu chuyện về cách mà họ thông qua cái sản phẩm này họ thay đổi cái cuộc đời họ như thế nào đó. Ví dụ như là thông qua cái sản phẩm mỹ phẩm của dòng A, cho nên giúp cho cái cô gái ấy làn da trắng hơn, và khi mà nhan sắc của cô ấy được cải thiện thì cô ấy có được mỗi công việc tốt hơn chẳng hạn. Đó, đó là mỗi câu chuyện thành công của một bạn nào đó, một người nào đó. Thứ hai là review về một cái sản phẩm ha. Review về một sản phẩm, ví dụ như là kem trị mụn chẳng hạn ha, thì nó gồm có những cái tối ưu như thế nào, những cái đặc điểm như thế nào, và review cực kỳ chính xác thì như vậy khách hàng sẽ có được những cái thông tin cụ thể về sản phẩm đó để họ đưa ra quyết định tốt nhất ha. Cái dạng thứ ba đó là kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, hoặc là lời khuyên từ một chuyên gia, một người bác sĩ, một người nào đó có kiến thức thâm niên về cái lĩnh vực này. Ví dụ như đơn giản như bạn muốn học về về kinh doanh thì chắc chắn bạn sẽ đi học về một người A nào đó có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh đúng không, và họ sẽ cho bạn một cái lời khuyên tốt nhất về cái việc kinh doanh của bạn đấy. Rồi cái rebranding cuối cùng đó là một bài giới thiệu từ một người KOL nào đó, hoặc là một người nghệ sĩ, hoặc là một người diễn viên nào đó có tầm ảnh hưởng cao, hay còn gọi là KOL đó. Cái bài số 4 này là cái bài cực kỳ hiệu quả ha, bởi vì là những cái người KOL này họ đã có tầm ảnh hưởng trong cái lĩnh vực của họ, họ có một cái lượng fan rất là nhiều, cho nên cái việc mà họ giới thiệu về cái sản phẩm đó thì cái độ tin tưởng, cái độ tin cậy nó cực kỳ cao. Và cái bài mà giới thiệu của những cái KOL về cái mỹ phẩm á, thì mình thấy nó cực kỳ hiệu quả ha. Và trên thị trường thì bạn thấy rất là nhiều những người nghệ sĩ, ca sĩ các kiểu, khi mà họ giới thiệu về một sản phẩm A nào đó thì cái lượt reach nó cực kỳ cao trên Facebook ha. Và trong marketing nói chung và affiliate nói riêng thì người ta thường dùng cái freelancing này để chúng ta chạy quảng cáo ha, để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi trên đơn hàng. Và trong phần tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn bạn cách từ A đến Z để làm một cái bài freelancing như thế nào cho nó hiệu quả và có cái độ tin cậy cao nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thiết kế một cái trang freelancing để mình chạy quảng cáo nha. Thì ở đây có một xíu, nếu như mà bạn chưa có tài khoản Landbay á thì bạn có thể là đăng ký qua mình ha. Thì hiện tại cái gói mình đang dùng là cái gói Pro. Gói Pro đó thì nó sẽ có một số cái tính năng như sau. Thứ nhất là bạn có thể là add được cái tên miền riêng của mình vào đây ha. Bởi vì mình chạy trên cái tên miền riêng á thì cái tài khoản của mình không có bị thằng Facebook nó đánh chết ha, và nó hạn chế. Cái thứ hai là mình sẽ không có bị dính cái quảng cáo của thằng Landbay ở dưới đó. Và cái thứ ba thì mình sẽ được hỗ trợ từ mình ha, mình sẽ có một số cái bài hướng dẫn bạn cách chạy quảng cáo chuyển đổi như thế nào. Và khi mà bạn nâng cấp lên cái gói Pro này á thì bạn sẽ được cộng thêm là 6 tháng và sẽ được giảm thêm 10% trực tiếp ha. Thì cái giá của gói Pro này á thì bạn nâng cấp lên 12 tháng là 2.700.000 hơn một xíu, thì giảm thêm 10%, tức là bạn chỉ thanh toán là khoảng hơn 2.400.000 thôi, thì bạn sẽ được sử dụng là 18 tháng ha, 18 tháng cho hàng Landbay này. Vì cái hàng Landbay này á, nó có một số cái ưu điểm mà những cái Landbay khác không có thể làm được. Thì nếu mà bạn dùng web á, thì bạn có thể là tốn tiền bạn mua hosting nè, rồi bạn sử dụng những cái plugin của Landbay, nhưng mà cái plugin đó nó không có tối ưu trên nền tảng điện thoại ha, và nó không có một số cái ưu điểm khi mà mình làm Landbay. Cho nên cái Landbay này á, là cái nền tảng Landbay mà nó tối ưu nhất để chúng ta có thể là tạo ra những cái trang re-Landbay để chúng ta tạo cái chuyển đổi tốt nhất ha. Thì nhắc lại là nếu như bạn muốn đăng ký cái Landbay lên gói Pro thì có thể là liên hệ với mình ha,
mình sẽ để thông tin của mình ở dưới. Và khi mà nâng cấp thông qua bên mình á, mình sẽ hỗ trợ bạn một số cái cách để chạy quảng cáo chuyển đổi như thế nào, cũng như là tối ưu lên bay như thế nào để giúp cho bạn có được một cái chuyển đổi tốt nhất ha. Rồi thì cái giá mình có nói rồi đó, thì là 2,7 triệu cho một năm, và bạn được cộng thêm là 6 tháng, tức là bạn dùng 18 tháng ha. Và ngoài ra thì bạn sẽ được giảm thêm 10% khi mà thanh toán qua bên mình ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái landbay mới ha. Đầu tiên bạn sẽ vào cái mục là landbay. Thì khi mà tạo cái free landbay á, thì mình sẽ tạo một cái trang trắng ha. Free landbay thì mình sẽ tạo trang trắng. Ok, giờ mình sẽ gọi. Bây giờ trong cái bài free này mình có sẵn nè. Cái bài này là mình đang chạy có sẵn luôn ha. Đó. Vậy thì nếu như mà bạn sử dụng cái landbay thông qua bên mình nâng cấp á, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn tạo được cái chuyển đổi tốt nhất ha, bất kể cái ngành nghề nào luôn. Còn về những ngành nghề mà khó chạy á, thì mình sẽ có một số cái người bạn sẽ hỗ trợ bạn cái cách chạy ha. Còn nếu mà những cái ngành nghề dễ á, thì mình sẽ cân được hết. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm ha. Bây giờ cái sản phẩm này thì mình đang chạy cái thằng lão hóa da nè. Mình sẽ để cái tên của nó ở đây ha. Rồi, tạo cái landing page mới. Rồi, vậy thì cái landing page và cái re-landing page mình đã nói rồi á. Cái re-landing page này là cái bài để bổ trợ cho cái trang landing page chốt sale ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bạn tạo mới ha. Bấm vào cái thêm session mới nè. Mình sẽ chọn là session trắng nha. Rồi, ở đây thì ở trên đây nó sẽ có một cái trang của trang web ở trên đây đúng không? Mình sẽ có luôn, mình đã làm sẵn luôn nè. Rồi, ở đây ha, mình tạo ra một cái này. Này mình sẽ làm cho nó to lên. Rồi, sau đó mình sẽ kéo để trên ha, như là một cái trang báo mạng ha. Ok. Tiếp đến thì có một cái thông tin này đúng không? Rồi, ở đây mình sẽ căng đều hai bên. Rồi, cho nó màu đỏ đúng không? Cho nó đậm lên. Rồi, cho nó về giữa. Rồi, tiếp đến thì về cái này. Đó, thì cái landing page này nó khác với cái landing page ở web mà mình cài plugin á, thì nó không có những cái kéo thả này ha, nó khó làm lắm. Còn cái landing page trên mình làm cái nền tảng landing page này á, thì nó rất là dễ cái việc trong kéo thả, cho nên mình làm nó cực kỳ tiện. Rồi, ở đây đúng không? Rồi, mình sẽ cho nó in đậm lên nè. Này không có in đậm ha, không có in đậm thì mình không có in đậm. Rồi tiếp theo thì cái nút social ở đây nè, đó, mình sẽ làm cái nút social luôn ha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái nút social ở bên đây, nó nhỏ hơn ha. Rồi. Nè nó căng giùm mình luôn ha. Ok, cái nút social gắn ở dưới luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ copy chữ qua mình làm ha. Cái khó của pre-landbay á là mình có một cái nội dung để mình làm ha. Và nội dung này á, nếu như mà bạn bên bạn mà không có làm được á, thì bên mình cũng có nhận cái dịch vụ làm cái pre-landbay luôn ha. Đó là ví dụ trong một cái bài này á, là câu chuyện thành công của một bà mẹ hai con đó. Tuy gần lớn tuổi nhưng mà vẫn có một cái nhan sắc như là U30 các kiểu ha. Đó, bởi vì là sử dụng cái sản phẩm kem chống lão hóa này. Rồi bây giờ cho đẹp hơn thì mình sẽ căng đều hai bên, đó, cho nó đẹp lên. Rồi mình mặc định là cái khung chữ này là 18 ha, đó, cho dễ đọc. Rồi tiếp theo thì đây là một cái tấm hình đúng không? Rồi, tấm hình thì mình sẽ làm một tấm hình luôn. Mình tải tấm hình này lên. Đó. Bởi vì trong cái
bài này á thì mình có làm sẵn cho nên thì mình copy nó nhanh ha. Nhưng mà để cho ra một cái bài landing page mà ra được đơn tốt á thì bạn phải hiểu rõ về insight khách hàng, bạn hiểu rõ về sản phẩm cũng như là cách để mình đi như thế nào. Thì có nhiều cách đi ha, cách đi theo dạng là một câu chuyện case study này hoặc là một cái review sản phẩm cũng được. Thì trong cái video sau mình sẽ làm, xin lỗi, là từng video mình sẽ làm theo từng bài luôn ha. Ví dụ như mình sẽ làm theo là review sản phẩm nè, kiến thức chuyên sâu nè, rồi bài giới thiệu của một KOL. Mình sẽ làm đủ bốn cái này luôn cho bạn có được cái sự lựa chọn tốt nhất khi làm một cái pre-landing ha. Rồi ở dưới đây thì họ có những cái nút này đúng không, mình sẽ làm những cái nút này luôn. Rồi cái nút này nó cực kỳ đơn giản thôi. Rồi cho hình nó to một xíu. Lưu ý ha, mình sẽ có hai cái chế độ là mình chỉnh trên laptop và mình chỉnh trên mobile ha. Đấy. Rồi ở đây cái nút tròn đúng không? Mình sẽ vào đây cho nó tròn lên. Rồi đây chữ đúng không? 25 đến 30. Ok, cho nó chữ bự lên. Cho nó chữ in lên. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái này ha, ném vào đây. Rồi, 30 đến 35. Rồi. Thằng này là 35 tới 40 đúng không? Đó. Thì như mình đã nói cái đó, đồng tiền nó sẽ đốt cháy cái giai đoạn ha. Nếu như mà bạn content mình tự làm á thì mình phải suy nghĩ về insight nè. Rồi mình phải nghiên cứu rất là nhiều, mất rất là nhiều chất xám cũng như là thời gian ha. Thì thay vì như vậy á thì mình sẽ sử dụng dịch vụ thì nó sẽ ok nhất. Và nếu như bạn chưa có dịch vụ nào tốt quá thì có thể là sử dụng dịch vụ bên mình ha. Bên mình có dịch vụ cách để làm cho bạn một cái relating tùy vào cái nhu cầu của bạn ha. Và giá sẽ có cái mức giá ưu đãi nhất khi mà bạn sử dụng dịch vụ bên mình. Rồi. Rồi nếu mà bạn đang có cái lady hoặc là sắp hết hạn hoặc là trong quá trình sử dụng mà muốn được bên mình hỗ trợ thì có thể là gia hạn cái gói lady lên ha. Thì mình sẽ có một số cái hỗ trợ như là hướng dẫn bạn cách chạy chuyển đổi như nào cho hiệu quả đó, cũng như là sẽ có một số cái tool để giúp cho bạn tăng cái tỷ lệ chuyển đổi trên cái trang Relandbase ha. Rồi bây giờ ở dưới thì mình sẽ làm một cái content như thế này. Rồi bây giờ cách đơn giản là mình cứ copy mình kéo xuống thôi, rồi mình dán nó vào. Rồi tương tự như thế này. Đấy, không phải ai cũng làm được cái relaunch bay ha. Bởi vì là relaunch bay mình phải đánh đúng cái insight của khách hàng các kiểu. Và mình phải test đi test lại để nó cho ra được một cái mẫu tốt nhất. Đó. Rồi ở dưới đây là một cái tấm hình đúng không? Tấm hình mình có luôn. Rồi khi mà mình có một cái landing page ngon, một cái relaunch page ngon nhưng mà mình không biết chạy quảng cáo chuyển đổi hoặc là mình chưa biết cách tối ưu chạy quảng cáo thì nó cũng là chưa có ok ha. Tức là mình phải hội đủ nhiều yếu tố, ví dụ như là cái landing tốt, re tốt và mình có một cái team để ạ tốt thì lúc đó mình mới có được chuyển đổi tốt ha, chứ không phải mình làm xong rồi nó sẽ tạo ra chuyển đổi đâu. Cái tạo ra chuyển đổi này thì nó ảnh hưởng rất nhiều về cái team ad ha. Team content thì nó chiếm đâu đó khoảng 50%, nhưng mà 50% chiến thắng nữa là phải nhờ đến team quảng cáo ha. Rồi ok, ở đây mình sẽ làm cái này. Cuộc chơi tiền bạc là cuộc chơi quảng cáo, cho nên mình nếu như mà mình không có nắm rõ về những cái kỹ thuật quảng cáo cũng như là mình không có
biết về những cái tút trong quảng cáo chuyển đổi á, mà mình chạy á, thì bằng cách là mình đốt tiền cho ăn mắt thôi ha. Bởi vì là lúc trước mình cũng bị như vậy, cho nên thì ở đây mình nói cho anh em trước khi chạy thì mình đề phòng một xíu thôi, chứ không phải là mình cứ đẩy ạt là mình sẽ win ha. Mình có rất là nhiều cái để mình tối ưu, rất là nhiều luôn. Rồi ok đây ha. Rồi dưới đây thì người ta thường nói này kia nè. Rồi cái mẹo là tại sao mình lại làm nó ít cái này ha. Bởi vì khi mà mình chuyển qua trình mobile á, thì nó ưa bị lỗi nè, mình dễ chỉnh ha. Nếu mà bạn làm nhiều quá đây ha, bạn làm cái content này dài quá, những cái ô này nhiều quá, khi mà mình chuyển qua trình mobile mình chỉnh á, nó rất là khó để chỉnh luôn ha. Cho nên mình làm như vậy để khi mà mình chuyển qua trình mobile mình dễ chỉnh hơn. Ở đây là cái kinh nghiệm thôi chứ không có gì đâu, trong quá trình làm thì mình để ý đó. Thì mỗi một đoạn như vậy á, thì mình sẽ làm một cái đoạn nhỏ văn bản như vậy thôi, để khi mà mình trở về trình mobile mình dễ chỉnh hơn. Rồi đến 30 nè. Thì đây là mỗi câu chuyện mà của một người phụ nữ này với cái độ tuổi là U50 ha, nhưng mà vẫn có nhan sắc của một người U30, bởi vì là họ có sử dụng cái sản phẩm này ha. Đây cái ngày sinh nhật U50 của người này nè. Đó, tuy rằng là có hai đứa con nhưng mà vẫn là giữ được cái nhan sắc. Đấy, đó là cái câu chuyện thành công của người này. Và ứng dụng câu chuyện thành công của người này là mình bán cái sản phẩm về lão hóa ha. Đó là họ đang dùng cái sản phẩm A nào đó, nó tốt, nó như thế nào đó, thì nó cải thiện được cái làn da của họ. Rồi sau đó thì họ sẽ chia sẻ lại cái này cho người dùng các kiểu. Đó là cái mô típ đầu tiên, đó là chia sẻ mỗi câu chuyện thành công của một người nào đó khi mà họ sử dụng cái sản phẩm nào đó. Rồi ở dưới đây thì là có ai tin được này kia ha. Cho nên cái hàng Lady Bay này á, nó cực kỳ dễ làm, bởi vì là mình chỉ cần kéo thả thôi là nó ra ha. Đấy. Rồi dưới đây là từng làm chuột bạch này kia ha. Ok, mình sẽ clone y chang như vậy ha. Bởi vì cái bài này mình cũng đang chạy nè, cho nên mình có những cái hình ảnh có sẵn ha. Còn nếu mà những bài mà mình không có chạy thì mình sẽ không có những hình ảnh này đâu. Rồi, ok. Màu hồng đúng không? Rồi, ở đây vân này kia nè. Vẫn là mình đi nhân bản cái này để mình làm nó dễ hơn ha. Rồi tiếp đến mình lại copy tiếp. Rồi, nếu như mà bạn muốn được bên mình hỗ trợ về cái cách chạy chuyển đổi như nào cũng như là cách tối ưu như nào, thì mình sẽ add bạn vào một cái group riêng ha. Thì thông qua cái việc mà bạn gia hạn cái gói lên bay từ mình ha, thì mình cũng có trao đổi rồi đó, thì cái giá của nó là bằng như cái việc mà bạn gia hạn của lên bay, nhưng mà bù lại á, thì bạn được cộng thêm 6 tháng cũng như là giảm thêm 10% khi mà đăng ký thông qua mình ha. Rồi ok, thì muốn đăng ký như nào á, thì mình có để cái đường dẫn mô tả ở dưới á, thông tin các kiểu á, bạn có thể là tham khảo cũng như là đăng ký ha. Mình sẽ add bạn vào một cái group hỗ trợ riêng. Cái này là hỗ trợ riêng từ mình thôi chứ không phải từ Lay Bay ha. Ok. Rồi, ở đây thì mình sẽ có một cái này. Mình sẽ gắn ở đây ha. Đấy. Rồi dưới đây vẫn là một cái đoạn này.
vẫn là màu hồng đúng không? Rồi mình sẽ lấy cái đoạn này ha. Rồi nếu như mà bạn không có thời gian để thiết kế lay-bay hoặc là không có thời gian để làm những cái re-lay-bay này thì bên mình cũng có nhận dịch vụ để làm luôn ha. Và giá bên mình sẽ ưu đãi hơn bên ngoài rất là nhiều. Và ngoài ra trong cái việc mà sử dụng dịch vụ bên mình á, thì bên mình sẽ có những cái hỗ trợ hướng dẫn team bạn hoặc là hướng dẫn bạn cách để mình chạy một cái quảng cáo chuyển đổi như nào, và một số cái tool mà giúp cho tăng cái tỷ lệ chuyển đổi ha. Đó. Sử dụng một nhưng mà được rất là nhiều. À, ok, bây giờ mình sẽ có một tấm hình đúng không? Hình này. Ok. Đấy. Rồi dưới đây thì nó có một cái hình ảnh bổ trợ, ấy xin lỗi, một cái dòng chữ bổ trợ cho cái hình ảnh ha. Rồi mình sẽ gắn vào đây. To lên. Rồi dưới đây thì có một cái chữ màu vàng đúng không? Chữ màu vàng. Ok, chữ màu vàng. Bôi đậm nó lên nè. Chữ màu cam chứ nhầm, màu cam cam này đi. Rồi viết quyết đúng không? Tới U50 nè. Lưu ý á, mình làm từng đoạn nhỏ như vậy á, để khi mà mình chỉnh trên trình mobile á, mình sẽ dễ chỉnh hơn ha. Còn nếu mà mình làm dài quá, khi mà lên trình mobile mình cực kỳ khó chỉnh luôn. Đây là cái kinh nghiệm trong quá trình mình làm thôi. Còn nếu như bạn không tin thì bạn có thể là làm thử ha, bạn copy một lèo từ trên xuống dưới luôn. Nhưng mà khi qua trình mobile thì bạn chỉnh cực kỳ khó luôn. Đây. Rồi dưới đây là thằng việc sử dụng nè. Đó. Cái việc mà tạo ra những cái relanding này nó tốn chất xám rất là nhiều luôn. Nhưng mà bù lại là mình có cái tỷ lệ chuyển đổi nó cực kỳ cao từ cái relanding ha. Đó, kéo lên đây. Rồi, tới cái phần giới thiệu sản phẩm ha. Rồi, giới thiệu sản phẩm. Rồi đây là giới thiệu sản phẩm đúng không? Mình sẽ vào đây mình chèn cái sản phẩm mình vào. Lưu ý là cái trên relanding là mình không có bán hàng trên đây ha, mình chỉ dẫn cái đường dẫn qua cái trang Ladybay bán hàng thôi ha. Cái trên trang này là cái trang để viết một cái case study nào đó thôi, chứ mình không có bán hàng trực tiếp trên đây, bởi vì nếu mà bán hàng trực tiếp trên đây nó sẽ không có tỷ lệ chuyển đổi tốt ha. Rồi mình sẽ copy này. Khi mà xong rồi á, thì mình sẽ dẫn cái đường dẫn qua cái trang bán hàng. Đây có hôm nè. Rồi tới một cái chữ ha. Ê nhầm, một cái hình. Đây cái hình này.
Còn nếu như mà bạn tự kinh doanh cái sản phẩm này á, cái này thì mình demo cho những sản phẩm affiliate ha. Nếu như bạn tự kinh doanh sản phẩm này á, thì bạn chỉ cần việc là lấy thông tin khách hàng thôi, cho khách hàng là điền thông tin, điền form vào đây, và dựa trên đó thì mình cho telesale gọi chăm sóc ha, thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao hơn nữa. Lưu ý là trên cái lay bay này mình chỉ để giá và để cái thông tin sản phẩm đến cái trang mua thôi, hoặc là nếu mà bạn tự kinh doanh á thì mình sẽ vẫn để như vậy, nhưng mà mình sẽ thu cái data của khách hàng thôi, là nhận tư vấn hoặc là để lại số điện thoại để được tư vấn các kiểu thôi ha, chứ mình không có bán hàng trên đây, bởi vì là bán hàng trên đây thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ không cao bằng cái việc mà mình lấy thông tin của khách hàng và mình chăm sóc ha. Đó là cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn nếu mà bạn cảm thấy mà cái kinh nghiệm mình chia sẻ mà nó không phù hợp thì bạn có thể là nghe cho vui đi ha. Và kinh nghiệm đó là những cái kinh nghiệm xương máu của mình á, trong quá trình mình làm thì nó bị bể rất là nhiều đó, thì mình khắc phục thôi. Và những cái mình chia sẻ đó là những cái mà mình đã bị rồi ha, cho nên mình mới chia sẻ lại. Nếu như mà cảm thấy mà nó phù hợp thì cứ áp dụng, còn cảm thấy không phù hợp thì có thể là nghe cho vui ha. Rồi ở đây mình sẽ làm một cái form đặt hàng ha. Thì ở đây là cái đặt hàng lấy thông tin thôi, họ tên, số điện thoại thôi ha. Chứ ở đây họ không có bán hàng trên đây là giá mua một hộp bao nhiêu, mua hai hộp bao nhiêu, mua ba hộp bao nhiêu bằng cái landing page ha. Landing page thì mình sẽ để giá là mua một hộp bao nhiêu, mua hai hộp bao nhiêu, khuyến mãi bao nhiêu các kiểu kiểu. Còn cái trên landing page này á thì sẽ có hai cách. Một là bạn sẽ dẫn link trực tiếp về cái trang landing page để chốt sale. Hai là thông qua đây bạn chỉ lấy thông tin của khách hàng thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa là hình ảnh sản phẩm đúng không? Đây. Ảnh này nó không cho. Không cho thì mình có cách mình làm ha. Rồi ok, mình sẽ lưu nó lại. Rồi, ở đây mình sẽ để cái góc này ha. Ở đây là một cái form đặt hàng đúng không? Nhanh tay lên cái kiểu nè, mình sẽ làm một cái form đặt hàng. Vào đây để mình cài đặt cho nó. Hình nền nè. Đó, như vậy cho nó nổi bật ha. Rồi, chữ đúng không? Chữ thì mình cho nó đậm lên luôn, cho nó màu trắng lên, cho nó to lên. Rồi những cái gì thừa thải thì mình bỏ ha, ví dụ như email mình sẽ bỏ. Cái này mình sẽ kéo lên cho nó to một xíu. Ở đây cái nút nó là đặt hàng ngay đúng không? Mình sẽ ghi là gửi thông tin ha. Rồi mình sẽ cho nó bự lên, to lên. Rồi ở đây nó sẽ có một cái đồng hồ đếm ngược đúng không? Nhanh tay lên bạn thì ưu đãi tốt. Rồi, ở đây mình sẽ đi một cái nữa.
Đây mình sẽ cho chữ đỏ đi ha, cho nó đẹp. Rồi một cái đồng hồ đếm ngược, ngày giờ phút giây đúng không? Mình sẽ cho nó màu đỏ luôn. Đây mình sẽ để cho nó là 20 phút ha. Đây đi ha. Rồi mình sẽ bo cho nó tròn lại. Ok, mình sẽ kéo lên một xí. Rồi, này mình sẽ cho nó lên một xí ha. Hoặc là mình sẽ cho nó xuống một xíu luôn. Rồi, mình sẽ làm là ngày. Cho nó căng giữa nè, cho nó bự lên nè, cho nó đậm nè. Mình sao chép, mình ném qua đây nè, lại tiếp tục sao chép ném qua đây, rồi lại sao chép ném qua đây. Giờ nè, phút nè, giây nè. Rồi đến đây là mình chưa xong nha, mình phải vào mình chỉnh trên trình mobile nữa mới xong nha. Ở đây chỉ là 70% thôi. Mình sẽ xem lại cái câu chuyện này xem là nó ok chưa, nó giống như bên đây chưa. Đó, cực kỳ giống ha, bởi vì đây là cái lay bay, cái freelance bay mình đang chạy mà. Rồi ở đây mình sẽ vào trình mobile, mình chỉnh lại đây ha. Ở đây thì mình có thể chỉnh nó là căng đều, căng như này cũng được ha. Rồi ở đây thì mình sẽ cho nó nhỏ lại, nhỏ xíu luôn. Rồi cái nút social nó mất tiêu. Nằm dưới đây hết nè. Mình kéo lên ha. Đây cái nút social mình ở đây, cho nó nhỏ lại xíu. Rồi 25, 30 đúng không? Đây cho nó xuống đây xíu. 30, 35. Rồi ở đây nó quá bự đúng không? Mình sẽ cho nó nhỏ lại. Rồi ở đây cho nó nhỏ lại. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh tay cho nó nhỏ ha. Đây, cho nó xuống một xí. Rồi ở đây mình kéo lên một xíu ha. Rồi ở đây thì nó hơi sát nè, mình kéo lên một xíu cho người dùng họ dễ đọc ha. Rồi kéo lên đây một xíu, kéo xuống đây một xíu. Cái việc này mình phải làm cho nó chăm chút ha, bởi vì là cái người dùng mà họ đọc mà họ thấy mà nó chữ nó dính nhau quá thì họ sẽ dễ ao ra ha, cho nên mình phải cho chữ nó xa xa một xíu cho việc họ dễ đọc. Đó,
nếu mà nó khoảng cách xa quá thì mình kéo lên. Đấy, rồi này mình kéo lên này ha. Kéo xuống một xí. Kéo xuống một xíu luôn. Ở đây mình vẫn kéo xuống một xíu. Kéo xuống một xíu. Rồi ở đây kéo xuống một xíu, ở đây kéo xuống một xíu. Rồi ở đây mình sẽ bôi đậm nó lên ha. Cái này thì mình sẽ bôi đậm nó lên. Mình sẽ bôi đỏ nó lên. Kiểu vậy ha. Rồi, bạn thấy ở đây nó bị lỗi đúng không? Mình kéo lại thôi. Rồi, ở đây cũng bị lỗi đúng không? Mình kéo lại thôi. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn cái này. Ngày nè. Giờ nè. Phút nè. Giây nè. Rồi mình kéo nó lên nè. Rồi hình ảnh để dưới nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại trình laptop mình coi ha. Đó, ok. Khi mà ok rồi đúng không? Mình sẽ lưu nó lại. Rồi lưu ý thì ở đây khi mà mình bấm vào chỗ mà thiết lập á, chỗ này bạn sẽ gắn thêm cái mã pixel vào đây ha, nếu mà mình chạy Facebook. Còn gắn cái mã Analytics nếu mà mình chạy Google. Ở đây thì mình sẽ SEO về cái tiêu đề ha. Khi mà xong hết á thì mình sẽ xuất bản cái này ra. Đây ha. Này lâu lâu nó bị lỗi ha. Thì khi mà xuất bản xong á thì mình đã có một cái đây ha, vào xem trước ha. Đó, khi mà xuất bản xong thì cái trang lên bay nó sẽ hiển thị như vậy ha, trên laptop. Còn nếu mà trên mobile thì nó sẽ hiển thị như vậy ha. Đó, ở trên đây nó sẽ có một cái đoạn này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái này để mình chạy quảng cáo để tạo ra cái lượt chuyển đổi về cho cái sản phẩm của mình ha. Và trong quá trình mà bạn làm thì có gặp cái vướng mắc gì á thì bạn có thể là comment ở dưới cái video. Có gì thì mình sẽ vào mình xem, có gì thì mình sẽ note lại mình hỗ trợ ha. Rồi, thì cái video hướng dẫn bạn cách để bạn thiết kế một trang freelance page đến đây là kết thúc. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe giúp mình nha.